Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV đã đến với chương trình Bạn Có Biết buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ hai khuôn mặt rất là đặc biệt của chúng ta. Bên cạnh Vân Anh là Đại úy Bộ binh Đỗm Thanh Hiền và tiếng Mỹ là cái chức vụ của anh là Captain Hiền Dom. Và bên cạnh đó nữa là anh Phạm Quốc Hải, anh là cựu quân nhân trong không quân, phải không anh, về binh chủng không quân. Và ngày hôm nay hai anh sẽ đến đây để cùng chia sẻ với quý vị về một cái chương trình rất đặc biệt sắp tới, đó là buổi hội ngộ của đồng hương, cộng đồng người Việt của chúng ta cùng với hội quân nhân người Mỹ gốc Việt sắp tới vào ngày 3 tháng 9 sắp tới tại miền Nam California của chúng ta. Và để hiểu rõ hơn chi tiết về chương trình này, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi buổi tâm tình của hai người chiến sĩ của chúng ta ngày hôm nay. Trước hết đó thì hai anh có thể cho quý vị khán thính giả được biết đó là Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt đã được thành lập từ lúc nào, và cái mission cũng như là cái mục đích của hội, thưa anh. Dạ, xin chào quý khán thính giả của đài VNTV. Dạ, Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt được thành lập khoảng chừng 8 năm trước giữa hai người đồng hương Việt Nam với nhau. Đó là anh thiếu tá Chris Phan và anh trung tá Thọ Thọ Nguyễn. Hai anh đã gặp nhau trên chiến trường Iraq và trong tình cờ đang đợi các chuyến bay chuyển đơn vị. Và hai anh đã có trong một casual conversation, hai anh có đề cập đến tại sao mình không thành lập một cái hội có bao gồm các anh em người Việt mình với nhau, anh chị em người Việt mình với nhau, để mình có thể chia sẻ, giúp đỡ, nâng đỡ và cùng reach out to cộng đồng, nhất là các giới trẻ của cộng đồng Việt Nam mình. Vâng, thưa quý vị, Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt giống như anh Hiền vừa mới chia sẻ, Đại úy Hiền vừa mới chia sẻ với chúng ta, thì cái một trong hai người sáng lập là anh là thiếu tá Chris Phan. Và một cái điều rất là vui là thiếu tá Chris Phan đã có một thời cư ngụ và sinh hoạt rất là gần gũi tại San Diego của chúng ta, và về sau này vì công việc cho nên anh mới chuyển lên Orange County. Thưa anh Hải, cho đến nay thì trong cái hội của chúng ta đã có bao nhiêu member, thưa anh? Dạ, trước hết cô Hải xin gửi lời chào đến quý vị đang coi đài VNTV, cũng như chào chị Vân Anh và chào anh Hiền. Thì kính thưa chị, thì hội cũng thành lập cũng năm 2008, mà từ đến cái đài thì khoảng sinh hoạt cũng gần 8-9 năm nay. Thì được biết là hơn được 1.200 thành viên. Wow. Và khi mới thành lập thì Hải cho biết là một trong thành viên, mà đó là khoảng 60 thành viên, thì làm cái cuộc buổi gặp gỡ nhất, thứ nhất là ở bên Houston, Texas. Sau đó thì mỗi người mỗi nơi, thì Hải là ở Houston qua, thì nên cũng hoạt động bên Houston. Còn những anh em tất cả những trên như nước Mỹ cũng nhiều khi có đi, phải đi deploy, tức là đi bên nước khác nữa, thì rất cũng nhiều. Thì những anh em đó là đều là những người đã có liên quan đến quân lực Hoa Kỳ. Dạ vâng. Trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết thêm nữa về hội cũng như là những cái công tác thường xuyên của hội, thì hai anh có thể tâm tình với quý vị khán giả xem là hai anh đã gia nhập quân đội từ lúc nào. Trước hết là anh Hiền. Dạ. Và cái lý do tại sao mà anh gia nhập quân đội này? Dạ. Một lần nữa thưa quý vị, anh Hiền, chức vụ của anh ngày hôm nay là đại úy trong binh chủng bộ binh, và anh vẫn còn trong quân ngũ không anh? Hiền vẫn còn tại ngũ và Hiền đang phục vụ cho lữ đoàn 1394 ở Camp Pendleton, và Hiền đang phụ trách phòng 4, là có nghĩa là các, nếu mà các bác các chú của quân nhân có biết phòng 4 có nghĩa là hậu cần. Chuyên ngành của Hiền là bộ binh nhưng mà bên logistics. Hiền gia nhập quân đội năm đó, năm 1998, tới bây giờ khoảng chừng là 18-19 năm. Wow. Bắt đầu từ anh lính trơn năm đó mới ra high school. Tới bây giờ anh là đại úy rồi. Sau đó đi học và chuyển qua bên ngành sĩ quan. Rồi cũng tham gia chiến trường Iraq năm 2009. Wow. Rồi chiến trường Afghanistan gần đây là năm 2014. Và cũng năm 2005 Hiền có khoảng thời gian ngắn 6 tháng ở Kuwait. Sau đó thì đóng quân rải rác ở
Seattle, rồi dọn về đây Los Angeles Middle, rồi xong rồi hai tháng rồi hiện chuyển đơn vị về Pendleton. Và trước đó thì cũng có qua mấy huấn luyện và station ở Corpus Christi, Texas, Oklahoma, Fort Sill, Oklahoma, Virginia, Fort Eustis, Virginia, rồi Fort Lee, Virginia. Dạ vâng. Yeah. Anh khi mà anh nói là sĩ quan đó thì cái điều kiện để khi mà mình gia nhập quân đội và sĩ quan là như thế nào anh? Mình có cần phải là học 4 năm hay là như thế nào không anh? Dạ, yeah, dạ yeah, chị Vân Anh nói đúng. Đi ngạch sĩ quan á thì mình điều kiện đòi hỏi là mình phải có bằng 4 năm. Yeah. Bằng rồi xong đó mình phải thi vô trường sĩ quan. Nó có một cái test riêng. Rồi sau đó thi vô trường sĩ quan rồi mình phải qua một khoảng tôi hiện phải là gần một năm ở trường trường sĩ quan. Cái đó là bằng 4 nếu mà mình có bằng 4 năm sẵn. Còn nếu mà mình chưa có bằng 4 năm mà mình vô trường đại học, mình có thể đi qua ngành học gọi là Reserve Officer Training Course, hay là mình vô mấy trường quân sự như West Point, Naval Academy, Coast Guard Academy, Air Force Academy. Và mấy trường đó thì rất là competitive to get in. So mình có thể mình có 4 chọn lựa đi sĩ quan, đi trường Academy, đi Reserve Officer Training Corps, rồi là ROTC ở các trường đại học, hay là mình đi OCS Officer Candidate School, hay là mình đi Direct Commission. Dạ vâng, cảm ơn anh. Yeah. Còn anh Hải, anh đã gia nhập quân đội vào lúc nào và cái điều gì đã thôi thúc anh đi vào mà anh lại vào binh chủng không quân thế? Dạ kính thưa quý vị, thì Quốc Hải lúc mà học high school đó, thì đó là sau đó năm 2002, thì sau biến cố của 91 á thì mình là cũng là những người Mỹ gốc Việt, cũng mang ơn các nước này thì nó cũng cứu trợ cho những đồng bào chúng ta khi mà tị nạn qua đây, thì đó là một cái niềm vinh dự để phục vụ đất nước. Thì Quốc Hải cũng lúc đó khi xong high school á, thay vì vô học đại học á, thì quyết định đi không quân. Thì thật ra đi không quân cũng không phải là mình chọn, thực ra mình đi thì mình thi rồi mình được cái qualify cái nào thì mình chọn cái đó thôi. Vào có khó không anh? Thì nó cũng như bên chuẩn khác thì mình, yeah, cũng phải thi rồi trong cái từ cái điểm đó thì nó đưa mình vào cái vị trí nào mình muốn á. Thì theo cái điểm đó thì lúc đó thì nó cũng cần nữa. Thời điểm nó cần nên chiến tranh này thì phải luôn cần đến rồi. Và lúc cần đến lúc mà 911 nữa nên ai cũng nghĩ là cũng hơi dễ cho cái phương tiện lúc đó. Thì Quốc Hải cũng đã tham diện được phục vụ khoảng gần 5 năm. Wow. Thì sau khi ra ngủ thì bắt đầu cũng trở lại làm như là giúp dụ làm như những hội Falsa cũng như là cộng đồng. Dạ vâng. Thì đó thì nhiều làm còn thiếu sinh gì đó. Dạ vâng. Thì, cảm ơn anh Hải. Thưa quý vị thấy là anh Hải cũng như là anh Hiền nói tiếng Việt rất là giỏi phải không quý vị? Anh có thể share là anh định cư tại Hoa Kỳ từ lúc lâu chứ anh bao nhiêu năm rồi? Chắc cũng mấy chục năm rồi. Gần wow, mà anh nói tiếng Việt giỏi quá. Anh Hiền bao nhiêu năm rồi? Dạ, Hiền qua Mỹ năm đó 16 tuổi, giờ bây giờ năm 1991 tới bây giờ khoảng chừng 20. Dạ vâng. 25, 26 năm. Cảm ơn anh. Vâng thưa quý vị, như chúng ta đã biết rằng cộng đồng người Việt của chúng ta ngày hôm nay đã góp mặt trong rất là nhiều lĩnh vực, đủ mọi lĩnh vực của Hoa Kỳ, trong đó có lĩnh vực quân sự. Quý vị thấy là những người lính hào hùng trẻ rất là giỏi của chúng ta, và bên cạnh đó chúng ta cũng thấy là người Việt của chúng ta cũng giữ những chức vụ rất là quan trọng trong lĩnh vực quân sự. Chúng ta được biết là có 3 ông tướng mà ông tướng đó là người gốc Việt. Anh có thể nói chi tiết về 3 vị tướng của chúng ta? Chắc cái đây là để cho anh Hiền nói. Dạ anh tướng cao nhất sĩ quan cao nhất của người Việt gốc Mỹ mình đó là anh Luân Xuân Việt. Người Mỹ gốc Việt. Dạ người Mỹ gốc Việt. Dạ. Yeah. Anh Luân Xuân Việt bây giờ anh vừa rồi anh được confirm là Major General, là tiếng Việt Nam mình gọi là thiếu tướng. Thiếu tướng, yeah, là tướng 2 sao. Anh đó anh Việt là lục quân. Dạ, lục quân gốc Nhà Dù. Rồi sau đó mình có anh
chuẩn tướng National Guard, Virginia National Guard là anh chuẩn tướng Lập Thể. Yeah. Anh Lập Thể sẽ là guest speaker của chương trình vinh danh những người hùng của chúng ta ở Golden Gulf ngày 9 tháng 3. Rồi bên cạnh đó mình có anh William Seely, ảnh là chuẩn tướng một sao của Thu quân lục chiến. Yeah. Wow, có khi nào chúng ta tưởng tượng là người Việt Nam của chúng ta lại trở thành tướng trong quân đội Hoa Kỳ phải không quý vị? Và chúng ta sẽ gặp vị chuẩn tướng, người chuẩn tướng quân đội Hoa Kỳ gốc Việt trong buổi gặp gỡ sắp tới vào ngày Chủ nhật 3 tháng 9 sắp tới nha quý vị. Và bây giờ chúng ta đi vào chi tiết những cái chương trình thường xuyên của hội hội quân nhân người Việt Mỹ gốc Việt đó, anh thì có những cái sinh hoạt như thế nào để giúp đỡ? Dạ, thưa chị cũng như quý vị đang theo dõi thì chúng tôi là làm việc theo cái chương trình mà trong cái website đó nó cứ mỗi năm thì có đề ra cái program đó. Thì một những program đó là cái care package program, chẳng hạn như là ngày lễ như là Giáng sinh hoặc là lễ Thanksgiving đó, thì chúng tôi có gửi mấy cái care package cho những người lính đi deploy, tức là đi đi lính đó và những trung đông hoặc là những cái nơi mà nguy hiểm đó, chưa có. Chẳng hạn như nhiều khi có hãy nhớ là năm 2008 đó, thì có nhiều có gửi quà qua mà cái anh ảnh ở bên trung đông đó, anh ở đó lâu quá anh quên nước mắm, rồi anh gửi nước mắm anh mừng quá trời luôn, rồi như mì gói vậy anh thèm vậy đó. Nhiều khi ở đó không có, khi mỗi lần gửi đó rất là vui, tức là như là hậu phương hỗ trợ cho những anh em đó, đó là những cái gì mà chúng tôi làm. Thứ hai nữa là cũng thế hệ cho tương lai đó, là những thế hệ anh em thế trẻ là muốn vô lính đó, thì chúng tôi có cái điều kiện để như là như quý vị mà biết rồi, những người thành viên trong cộng trong cái hội cũng là tên tướng luôn, thì họ đã trải qua rất là nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực và quân lực, thì họ rất biết nhiều những cái kinh nghiệm và họ có thể chia sẻ là những người mà những em nhỏ mà có thể muốn vô nhập ngũ đó, thì có đi đường lối mà có lợi, cũng mặc dù mình lòng phục vụ cho cộng đồng nhưng mà cũng là một cái điều kiện có thể lợi cho cái tương lai của các em nữa. Dạ vâng. Thì... và thưa quý vị, chúng tôi có cái website của hội đó là vausa.us mà chúng tôi để trên màn ảnh để quý vị có thể vào thăm những cái sinh hoạt thường xuyên của hội. Dạ. Mời. Dạ. Chúng tôi cũng vừa rồi ở Houston cũng phát ba cái giải học bổng, là một giải được 2,000 cho những học sinh giỏi của chúng ta là người Mỹ gốc Việt. Thì những học sinh đây là khuyến khích cho những em vô học, tại vì thường là chúng tôi dây quỹ là quý vị đã biết rồi, dây quỹ thì dây quỹ rất là nhiều mà đa số những cái quỹ đó là nó về Việt Nam không ạ. Mà thực ra mình là người Mỹ gốc Việt á, thì cái hội cũng là focus là ở trong nước Mỹ, là những em mà cần là những em người mình là đẻ ra, nhiều khi nó gia đình cũng khổ sở cũng phải qua trải qua nhiều. Yeah. Thì hội cũng là một cái điều kiện để giúp những em đó tiến thân lên trong cái lĩnh vực không như trong lính cũng như là lĩnh vực mà em muốn học, thì đó là một cái điều kiện scholarship mà gửi ra. Thì chúng tôi làm lâu lâu thì chúng tôi có làm cái một cái buổi gì đó scholarship cho mấy em đó. Và vấn đề thứ hai nữa là chia sẻ kinh nghiệm, như là chị nói là anh Thọ như anh Chris đó, là trước kia là không hai anh em không ai biết ai đó, nhưng mà khi mà gặp nhau thì rất là vui mừng, tại người Việt mà ở trong quân đội Mỹ thì rất là hiếm quý vị. Mà Mỹ thì đi có còn đâu có 1% ở Mỹ, mà Việt Nam mình còn yếm hiếm khi nữa, nên mỗi lần gặp nhau rất là vui mừng. Thì đây là một cái kinh nghiệm mà muốn chia sẻ tất cả mọi người, thì anh em với nhau thì họ muốn kiểu đây một cái network để mình hỗ trợ nhau trong tinh thần quân đội, thì đó là cũng quyền lợi cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta trong tương lai. Yeah. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào chi tiết buổi cái chương trình gặp gỡ với lại các anh vào ngày 3 tháng 9 sắp tới rồi quý vị. Thưa quý vị, đây là một buổi gặp gỡ với tất cả các anh trong Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt và có cơ hội để mà gặp gỡ cộng đồng của chúng ta vào ngày 3 tháng 9 sắp tới tại vùng Garden Grove. Anh có thể nói thêm chi tiết là địa điểm cũng như chương trình như thế nào không anh? Dạ, xin đang nhường cho anh Hiền. Nhường cho anh Hiền. Plan Committee. Dạ, yeah. Ngày 3 tháng 9 là Golden Gulf, khách sạn Golden Gulf, hội sẽ tổ chức buổi gặp gỡ cộng đồng. Các anh em từ xa về, từ tiểu bang khác, các nước khác sẽ trở về gặp gỡ cộng đồng miền Nam Cali. Và trong buổi gặp gỡ này chúng ta sẽ có ăn tối với nhau. Chúng ta sẽ nói về sự hy sinh đóng góp của các giới trẻ anh em của quân nhân mình đang sinh hoạt thế nào và đang chiến đấu thế nào. Rồi mình sẽ nói về
sẽ có các buổi ca nhạc với sự tham dự của rất nhiều ca sĩ nổi tiếng ở miền Nam Cali này. Đặc biệt mình sẽ có có ăn tối nữa không anh? Dạ có ăn tối và mình có sit down dinner together. Yeah. Rồi mình có diễn giả là anh, như là chị Vân Anh có nói là diễn giả là anh Chủng tướng Lập Thể. Dạ anh sẽ bay từ Virginia qua, anh sẽ chia sẻ thời gian với cộng đồng miền Nam Cali. Buổi gặp gỡ này rất là vui và mỗi không phải là chuyện không phải là cái event mà mỗi năm chúng em làm. Bao lâu là một lần anh? Dạ chương trình là tụi em làm every other year. Oh, nhưng mà một lần. Nhưng mà mỗi năm làm một chỗ khác, location khác nhau ở trên Mỹ. Dạ lần này rất là vui, là rất là may chúng ta là làm ngay tại miền Nam California. Dạ vâng. Vân Anh được biết đó quý vị, ở trong cái website của các anh đó, Vân Anh cũng biết là hội cũng có những cái scholarship để giúp đỡ cho các em là con em của những anh hùng tử sĩ đã hy sinh ngoài chiến trường phải không anh? Yeah. Dạ. Có những chương trình giúp đỡ phải không anh? Dạ có scholarship như anh Quốc Hải có nói qua thì scholarship năm ngoái họ award 26.000 đồng, 26.000 đồng tiền scholarship và 13 em học sinh của miền Nam California mình là những em nhận scholarship. Yeah. Cái đặc biệt của các scholarship này là các scholarship mang tên các anh chị đã hy sinh. Hy sinh ở chiến trường Iraq và Afghanistan thì mình cũng có hơn mười mấy người. Vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi đang, Vân Anh đang có cái poster rất là đẹp trên tay. Đó là buổi ra mắt với cộng đồng người Việt của chúng ta tại miền Nam California do Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt tổ chức vào ngày Chủ nhật 3 tháng 9 sắp tới tại 12681 Harbor Boulevard Garden Grove, với một chương trình văn nghệ với sự góp mặt của các ca sĩ Thiên Kim, Loan Châu, Mai Thanh Sơn, Lâm Thúy Vân, Sĩ Đan, Tâm Đoan, Đoàn Phi, Tín Dũng, toàn là những người ca sĩ Vân Anh rất là mê, thưa quý vị. Thưa quý vị, MC gồm có những khuôn mặt rất là quen thuộc, đó là MC Nam Lộc, Rosin Chow, Đỗ Tân Khoa. Và chúng ta sẽ có một phần nói chuyện của chuẩn tướng người Mỹ gốc Việt của chúng ta là Lập Thế Châu, rất là vui. Thưa quý vị, tại vùng Orange County, xin quý vị gọi cho Đại úy Hiền Dom với số điện thoại là 253-678-9455. Thọ Nguyễn 714-306-3583. Tại San Diego của chúng ta, quý vị gọi cho anh Thái Nguyễn, số điện thoại là 858-205-4677. Quý vị cũng có thể gọi cho VNTV qua số điện thoại là 619-793-9103 để có những cái vé đến tham dự sắp tới ngày hôm nay. Thưa quý vị, và một lần nữa chúng tôi có poster từ bằng tiếng Anh, bằng tiếng Việt luôn, cho quý vị có thể ghé VNTV để mang những cái poster này mời bạn bè. Trước khi chúng ta chia tay, hai anh có lời gì đến quý vị khán giả? Dạ, rất cảm ơn VNTV, rất cảm ơn chị Vân Anh cho chúng em cơ hội đến đây để nói về hội, để nói về cái event. Nhưng mà cái quan trọng là chúng em muốn cộng đồng tham gia để tham dự cái event để biết về công việc của chúng em thế nào. Và mong sự ủng hộ và sự thông cảm của cộng đồng đối với hội chúng em và các anh chị em quân nhân nói chung. Dạ mời anh. Dạ kính thưa quý vị, thì hội quân nhân cùng Mỹ gốc Việt là mục đích chính là để phục vụ cho mấy anh em chúng con, là những người con cháu của quý vị, là những người thế hệ đi sau, cũng là những người mà bảo vệ lý tưởng tự do dân chủ. Là cũng lý do đó là chúng tôi đã đi lính để bảo vệ lý tưởng đó, là những người hy vọng trong tương lai sẽ phục vụ chính quyền lợi của đất Mỹ này, là những người, những đất nước mà mình mang ơn. Hy vọng là quý vị có thể ủng hộ bằng lần, chúng tôi rất là hy vọng để có cơ hội để phục vụ quý vị trở lại. Đó là ước nguyện của cái hội cũng như là những việc mà chúng tôi đang làm. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin chúc cho chương trình gặp gỡ của chúng ta rất là thành công. Quý vị, nhất là San Diego, nhớ gọi số điện thoại của VNTV cũng như là anh Thái Nguyễn để có vé tham dự nha quý vị. Một lần nữa cảm ơn các anh rất là nhiều, và cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt.